là mình sử dụng 5 năm rồi. Đây, tính vừa rồi đây, từ đây cho làm rồi trong lòng. Đường này nó làm bao giờ? Đường này cho bán cây đấy. Cho bán cho nó 50 nghìn một cây. 50 nghìn một cây nó móc đường. Đi qua nhau hỏi nhau, thằng Nho ông hỏi với ông Thuận. Móc cái nhận lắm chắc phải lắm. Thằng bãi bãi toàn không? Bán cho thằng Nho ông nhé. Ừ, thằng Nho ông để ông hộ ấy. Nên ông Thuận này này. Chồng mình 50 nghìn cây. Gọi cô xuống. Đây đi đường này đi được. Đi tắt qua này. Ừ, này. Cái đường này lên thằng Quyến nó móc cái đất chỗ này rồi đi thẳng đây ra lên lõng đây đi đi bộ đi thẳng một tí. Đây thẳng cái đường này ra kia. Chúng đi xuống đi xe rồi đi xe vẫn đồng thuận. Hoặc đi xe đồng thuận cũng đi lên được từ đây. Đồng thuận đi qua đồng thuận đi xe đây, đi theo cái đường này, quen rồi. Thả xuống đồng thuận vô tư. Đi xe được. Đi xe máy thoải mái. Thì là mình cứ đi xe máy từ trên kia xuống đây lại ở đây. Chúng đi đường kia nó lên tận nhà được. À vâng, nhưng mà bây giờ là trên đấy là ở độc hai cô chú nó heo hút quá, ngày tối đến rồi xuống đây ngủ. Khoảng ngày đấy, lên đấy làm bìa võng thì lên. Có hai con chó ngọ cắn ôm lên. Cắn ôm lên mới mua, mới mua nhà Bắc Yên. Mua nhà Bắc Yên, nhà Bắc Ngọc, trở lên. Nó lạ, nó kêu ghê lắm. Không thấy ông Sáng chờ cả củi cả chó. Bác Sáng chờ cho em. Đâu, ở trên núi đâu. Em mua chỗ đó gần chỗ chó của bà là riêng của bà là gần 10 triệu à. Mua toàn chó cho trai lắm tiền. Cân thì tính tiền. Ô chết hết luôn. Cho bò không ăn được cái loại này. Ăn được. Ông Quân Thiệu có đoạt báo thôi tao. Ông bóp vào đi em. Ông đánh cái thuốc gì mà phổ biến cho anh ấy. Đây vừa rồi cái sân năm ngoái nó chịu thế này, vừa rồi chúng vào một mình cứ kè đá lại đào đất kia chở ra mà. Thôi muốn nở ra. Cháu đợt vừa rồi giống như xe là thanh ấy, xe thanh mà chở được cái chỗ kia ấy. Là trước tháng 7 ấy là cháu chở đá bay vào đây để cháu láng sạch chỗ này rồi. Nhưng công nông lên chỗ kia không lên được. Hắn đúng chở đúng hôm mưa. Hôm thứ bảy cháu bảo mai anh chở cho em. Nhưng mà hắn cứ mai là hắn mai mưa như chút hắn chạy thì lên nào được cái dốc đấy. Đánh cái cây này đi. Dạ. Đánh cái cây củ đây đi. Đâu có gì cho đánh. Ở cây khoan. Đây cái cây gì? Đó cây này là cây gì? Cây bướm. Vâng, cây mưa bướm. Cây khoan kia. Lấy cái khoan kia cho cắt. Trèo lên cho cắt. Cây mà ở đây thì không sợ gì cả, nhưng mà tất cả mọi thứ là anh làm sạch sẽ là không. Bây giờ mình quét cái đấy rồi. Anh mua ba lô mới làm đẹp đi. Mới mua làm ấy, một mình phụ thỉnh thoảng gọi thằng em vào làm. Làm đẹp đi. Đây đường lên đồi nhà mình à? Đây đường lên đồi lên lõng phẳng ấy. Biết là cái này nó chỉ thua cái lõng của Huế rồi nữa. Đây cũng đường nhà mình nè. Đồi bên đây là đồi nhà mình hả anh? Cả cái lõng hết.